Tại công ty trách nhiệm hữu hạn CDL Precision, khu công nghiệp Bình Xuyên, hơn 300 người lao động đã tập trung ở khu vực sảnh chính của công ty để dành phút mặc niệm, tỏ lòng tiếc thương và tri ân vô hạn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính. Trong không khí trang nghiêm, người lao động là người Việt Nam và chủ sử dụng lao động là người nước ngoài đều hướng về thủ đô Hà Nội. Ai nấy đều tỏ lòng tôn kính và xúc động. Tất cả cán bộ công nhân viên cũng như ban lãnh đạo công ty rất là đau buồn và muốn gửi lời chia sẻ sự tiếc nuối, tiếc thương đến với lại toàn thể gia đình của đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng như là toàn đảng, toàn dân, nhân dân Việt Nam khi mà đã mất đi một vị lãnh tụ đáng kính. Em ngồi đây cùng với ban chấp hành công đoàn của công ty CL, cùng với nhân dân Việt Nam cùng dành cái tình cảm sâu sắc nhất để cùng chia buồn với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam cũng như là gia quyến ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng ạ. Bên cạnh việc theo dõi trực tuyến lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua màn ảnh nhỏ, người lao động tại công ty còn truy cập phần mềm sổ tang điện tử VNEID để chia buồn, tri ân, bày tỏ tình cảm, sự kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên ứng dụng VNEID.